bắt đầu. Trước khi trận đấu mà chúng ta đang chứng kiến diễn ra thì ở trên sân đã có một biểu ngữ respect, đó là sự tôn trọng. Một thông điệp rất ý nghĩa giữa cao thủ, những người đã rất hiểu nhau. Tuy nhiên các trận đấu chưa bao giờ là không máu lửa. Vẫn còn Vincent Kompany, Jemino, pha cản phá dứt khoát. Mikalichas xoay trở rất khéo, rất khéo léo. Cú đá rất mạnh. Kevin Nolan. Gầu. Kevin Nolan. Xử lý rất tự tin. Anikarun. Kevin Nolan. Pha vào bóng rất thô. Gầu. Pha phản đối rất nguy hiểm. Gầu. Chuyền vào. Chuẩn bị có sự thay đổi người. Gầu. Kevin Nolan. Pha đi bóng rất quyết tâm. Diarra. Pha chuyển bóng hơi ảo. Như vậy là đúng lúc này thì trọng tài Tengaro cũng đã nổi còi khép lại hiệp một trận đấu. Chúng ta cùng đến với những diễn biến chính của hiệp hai. Trong hiệp một của trận đấu, cả hai bên đã chứng tỏ trình độ rất cao. Pha di chuyển ra biên. Gầu. Stewart Downing. Pha chặn bóng rất tốt. Cản phá rất đúng lúc. Pha phản công. Đối mặt với cầu môn. Pha băng ra kịp thời. Stewart Downing. Họ đoạt bóng rất hay. Kevin Nolan. Vẫn còn. Gầu. Đã có một pha phạm lỗi. Trọng tài đã gọi lại để nhắc nhở. Anikarun. Một pha dứt điểm ở tầm thấp. Vincent Kompany. Jemino. Một pha xử lý rất thoải mái. Chuyền vào. Vincent
Goal. Khá hiệu. Không vào. Bóng đi sát sao của dọc. Một pha bóng thực sự nguy hiểm. Jesus Navas. Tốc độ chơi của cả hai bên trong những phút vừa qua của hiệp 2 là nhanh hơn rất nhiều so với hiệp. Một bàn thắng quá tuyệt vời. Bàn thắng đã giúp cho hai đội trở lại vào xuất phát. Rất nhẹ nhàng và đơn giản. Như vậy là cơ hội lại đang được mở toang ra cho cả hai bên. Những cầu thủ gây thất vọng trong phần lớn thời gian của mùa giải cho tới điểm này đều đã để lại được dấu ấn. Winston Reed. Pha phá bóng không tốt. Một quả phạt góc. Pha chạm bóng rất nguy hiểm. Bóng đã ra khỏi sân. Rất bình tĩnh. Khá nguy hiểm. Cú dứt điểm quá hiền. Matthew Taylor. Matthew Jarvis. Pha bóng rất mạnh mẽ. Làm gì nào? Dứt điểm. Mục tiêu chỉ là phá bóng đi càng xa càng tốt. Làm gì nào? Bóng đã ra ngoài sân. Một pha xử lý rất thoải mái. Chuyền vào. Lúc này thì trọng tài đã mở còi kết thúc trận đấu. Trận đấu ngày hôm nay khép lại với tỷ số hòa. Chương trình của chúng tôi đến đây hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây xin mời quý vị trở lại với trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam để theo dõi buổi bình luận sau trận đấu.